Ngày 12 tháng 7, FIFA đã công bố trọng tài người Argentina, ông Néstor Pitana sẽ cầm còi trong trận chung kết World Cup 2018 giữa Pháp và Croatia. Néstor Pitana, năm nay 43 tuổi, ở vòng chung kết World Cup 2018, ông đã bắt chính 4 trận, trong đó có trận khai mạc giữa Nga và Ả Rập Xê Út, trận đấu giữa Mexico và Thụy Điển ở vòng bảng, trận Croatia gặp Đan Mạch ở vòng 16 đội và Pháp gặp Uruguay ở tứ kết. Trợ lý của ông Néstor Pitana trong trận chung kết sẽ là hai trọng tài người đồng hương Argentina, Hernán Maidana và Juan Velati. Néstor Pitana là trọng tài thứ hai của Argentina có vinh dự bắt chính trận chung kết World Cup sau Horacio Elizondo năm 2006. Trận chung kết World Cup giữa Pháp và Croatia diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 15 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.